Lão sư 103 tuổi núi Ngũ Đài từng được Bồ Tát chỉ dẫn tu hành trong mơ. Đây là những hình ảnh quý giá của Lão Hòa Thượng Mộng Tham trước khi qua đời. Người em gái của ông đã dẫn theo tổ tôn ba thế hệ đến mừng thọ 100 tuổi của anh trai mình. Lão Hòa Thượng Mộng Tham chưa được gặp mặt em gái đã lâu nên không còn nhớ tuổi của bà, càng không nhận ra cháu trai của mình. Nhưng mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Lão Hòa Thượng Mộng Tham đã từ bỏ mọi thứ, nhưng ông không thể buông bỏ lòng biết ơn và tình cảm của ông dành cho mẹ. Suốt hơn 80 năm xuất gia, trong những lần tụng kinh, ông đều nghĩ đến mẹ mình. Tuy nhiên, Mộng Tham lại nói với mọi người rằng, cách duy nhất để tu thành chính quả là từ bỏ trần thế. Vậy tại sao Lão Hòa Thượng Mộng Tham lại rời xa mẹ và quy y Phật giáo, trong khi ông đã gắn bó sâu sắc với mẹ mình như vậy? Nguyên nhân của câu chuyện này thật ra xuất phát từ đâu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Phật duyên đến từ những giấc mộng. Mộng Tham sinh ra trong một gia đình giàu có ở Đông Bắc Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, ông đã thể hiện sự thông minh và tài trí hơn người, luôn đứng đầu trong các kỳ thi, nhưng lại không được cha mình coi trọng. Sau này, vì cha không muốn ông tiếp tục học mà phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nên Mộng Tham trong cơn giận dữ đã bỏ nhà đi. Khi đó, ông mới 16 tuổi. Mặc dù vẫn muốn tiếp tục đi học, nhưng sau khi bỏ đi, ông không còn một xu dính túi, nên chỉ có thể chọn con đường bình yên là gia nhập học viện giảng võ đường Đông Bắc. Không lâu sau, Mộng Tham mơ thấy mình rơi xuống biển. May mắn là ông được một bà lão chèo thuyền cứu và bảo ông đi lên núi kia sẽ thấy một ngôi nhà ngói vàng. Đó sẽ là đích đến cả đời của ông. Mộng Tham đi lên núi theo lời bà lão nói, cuối cùng nhìn thấy một ngôi chùa. Lúc này ông giật mình tỉnh giấc, nhưng lại không để tâm đến giấc mơ này. Tuy nhiên, hình ảnh trong mơ cứ ẩn hiện trong tâm trí, và giấc mơ ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong một lần khi dẫn lính ra ngoài chạy việc ở ngọn núi thượng nguồn của Bắc Kinh, Mộng Tham nhìn thấy chùa Đâu Xuất nằm trên đỉnh núi, giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Ông lặng người vì không thể tin rằng những hình ảnh trong giấc mơ lại là sự thật. Sau đó, ông đã đến gặp vị trụ trì chùa Đâu Xuất để bày tỏ mong muốn được xuất gia ở đây. Nhưng khi nhìn thấy ông mặc quân phục của một người lính, để tránh rắc rối không đáng có, nên trụ trì từ chối và nói rằng ông không thích hợp để tu hành. Mong muốn xuất gia lần đầu của ông đã bị từ chối như vậy. Nếu lúc đó ông ấy bỏ cuộc, có thể sẽ có thêm một vị tướng chiến đấu trên chiến trường, nhưng lại mất đi một nhà sư có thể cứu độ chúng sinh. Vì giấc mơ kỳ lạ cứ tồn tại trong tâm trí, nên ông đã cởi bỏ quân phục và một mình đi đến chùa Đâu Xuất lần nữa. Lần này, ông đã được trụ trì chấp nhận. Năm 1931, Mộng Tham chính thức xuất gia và trở thành nhà sư. Một năm sau, ông chuyển đến tu hành ở chùa Niêm Hoa. Lúc này, ông lại có một giấc mơ khác. Trong giấc mơ, một lão hòa thượng xuất hiện và nói ông đến núi Cửu Hoa. Khi tỉnh dậy, Mộng Tham đã kể lại giấc mơ cho sư phụ. Sư phụ ông nghe xong thì rất đỗi ngạc nhiên. Sau đó, dẫn ông vào thiền đường để xem những bức chân dung của tổ tiên các thế hệ trước. Lúc này, Mộng Tham mới nhận ra rằng người xuất hiện trong giấc mơ là một vị sư tổ của mình. Ngay lập tức, ông theo giấc mơ của mình đi về phía nam, đến núi Cửu Hoa. Ở đó, ông được biết Lão Hòa Thượng Từ Châu sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm tại chùa Dũng Tuyền. Đúng lúc ông có ý định đi đến chùa Dũng Tuyền, thì một giấc mơ khác lại xuất hiện. Trùng hợp là lần này, giấc mơ chỉ dẫn cho ông đến Cổ Sơn và chùa Dũng Tuyền, nơi có Từ Châu Hòa Thượng cũng nằm ở Cổ Sơn. Lúc đó, Mộng Tham mới 17 tuổi. Dù chưa từng đến miền Nam, nhưng ông lại cảm thấy rất quen thuộc với nơi này. Trong trí nhớ của ông, có một thứ được chôn ở ngọn núi phía sau, nên ông dựa trên những điều mình nhớ lại, đi đến nơi đó và đào ra một chiếc bình bát cũ nát. Đó là thứ mà ông đã chôn ở đó từ kiếp trước. Do cứ hay nằm mơ như vậy, nên ông đã đặt cho mình cái tên Mộng Tham, tức là trong giấc mộng có ý nghĩa tham học. Kể từ đó, ông đã ở lại tu hành trong chùa Dũng Tuyền 5 năm. Ngay từ những ngày đầu, ông đã gặp một vài vấn đề lớn khi tham gia buổi thuyết pháp của Lão Hòa Thượng Từ Châu. Bởi vì ông chỉ học hết tiểu học, Hòa Thượng Từ Châu lo lắng rằng ông sẽ không hiểu được nên miễn cưỡng sắp xếp cho ông làm phụ việc. Mỗi ngày vừa giặt giũ nấu ăn, vừa nghe kinh Hoa Nghiêm. Nhưng do sự cách biệt giữa giọng Nam và giọng Bắc
hơn nửa năm sau đó, Mộng Tham vẫn mù tịt không hiểu gì. Điều này khiến ông chán nản và định rời đi. Nhưng đêm đó, một người khác xuất hiện trong giấc mơ và nói rằng ông không thể rời đi. Sự nghiệp cả đời của ông bắt đầu từ đây và dặn dò ông đi tìm lão hòa thượng Tử Châu. Ngài ấy sẽ hướng dẫn cho ông. Ngay hôm sau, Mộng Tham đi tìm hòa thượng Tử Châu và kể cho ông ấy nghe về giấc mơ. Hòa thượng Tử Châu đã giảng cho ông nghe Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm và giao ông việc thắp đèn cho Đức Phật. Ông đã dùng tay dâng đèn mỗi lần hơn 2 giờ trong suốt 3 tháng. Sau 3 tháng, ông nghe hiểu một cách kỳ diệu những bài giảng của Hòa thượng Tử Châu. Như thể thắp một ngọn đèn thờ Phật đã giúp ông khai mở trí tuệ, đạt được giá trị. Khả năng thông hiểu các loại kinh của Mộng Tham được cải thiện vượt bậc và ông chính thức trở thành một đệ tử của lão Hòa thượng Tử Châu. Mặc dù chỉ học hết tiểu học, nhưng Mộng Tham đã trở thành người duy nhất ở thời hiện đại có thể thuyết giảng đầy đủ về toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Hoa sen trắng từ nơi ngục tối. Năm 1935, vị lão hòa thượng Từ Châu tiến cử Mộng Tham đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để theo nhà sư Đàm Hư tiếp tục tu hành. Năm 1937, sư phụ Hoàng Nhất đến chùa Trạm Sơn để thuyết pháp. Nhân cơ hội này, Mộng Tham đã đi theo sư phụ Hoàng Nhất để học tập và được ngài truyền dạy rất nhiều về Phật pháp. Cho đến năm 1941, ông đến Lhasa dùng 10 năm để học mật pháp. Tuy nhiên, vào năm 1950, Mộng Tham bị kết tội không chính đáng do chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách siết chặt tự do tôn giáo. Vì không chịu từ bỏ tôn giáo nên ông phải ngồi tù 15 năm. Trong nhà tù, ông bị trừng phạt nghiêm khắc và chính những hình phạt đó đã gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe của ông sau này. Qua 15 năm tu hành, lẽ ra lúc này ông đã có thể giảng hoằng pháp, nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt trong nhà tù. Điều này khiến ông có ý nghĩ từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng đêm đó, ông lại mơ một giấc mơ khác. Có một biển người, lại có một pháp tòa rất cao. Ông cứ leo lên, nhưng nửa chừng không leo được. Vào lúc sắp bỏ cuộc, có một người ngồi ở đỉnh phía sau đã nói với ông rằng: "Đừng sợ, tôi sẽ giúp ông." Mộng Tham ngồi dậy, nhìn thấy biển người phía dưới đều là tín đồ, trong đó còn có không ít người nước ngoài. Sau khi tỉnh lại, ông từ bỏ ý định tự tử, cố sống trong điều kiện khắc nghiệt suốt 15 năm. Nhưng sau bản án, ông lại phải đối mặt với 18 năm cải tạo lao động. Dù bị giam cầm ở xa chùa, nhưng ông cảm thấy rằng sự tu hành thực sự của mình lại bắt đầu từ trong tù. Hòa thượng Mộng Tham nhìn thấy sự thay đổi và bóng tối của bản chất con người. Điều này càng củng cố thêm mong muốn truyền bá Phật Pháp và giúp đỡ tất cả chúng sinh của ông. Việc đầu tiên ông làm sau khi ra tù là mặc lại chiếc áo cà sa cách biệt đã lâu. Sau đó, bắt đầu hành trình thuyết giảng Pháp khắp bốn phương. Điều đáng kinh ngạc là cảnh tượng trong giấc mơ khi trong tù cũng trở thành sự thật. Ông đã đi khắp thế giới và truyền bá Phật giáo ra nước ngoài. Cho đến năm 2017, lão hòa thượng Mộng Tham đã thực sự sống bình yên trong giấc mơ và qua đời ở tuổi 103. Nhân duyên xuất gia của lão hòa thượng Mộng Tham cũng chính từ những giấc mộng. Ông đã dùng nghị lực và sự kiên định để khắc phục thân tâm, vượt qua chướng ngại của hoàn cảnh và dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp Nam Châu, thu nhận vô số đệ tử, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.